Rương môi tiết đẹp trong đá trong trang gì ấy. Cứ rương. Tẹt tân cho môi nâng cả phây khai. Bọn ta bị các đua rồi lung nây từ nơi kia ả mà rích. Xu thá cặp ở chứa về giảm bách. Rương ấy. Cô ta trang bán bởi chết xâm rạp bố rốt ở bỏ dưỡng phong đá. Cầm cầm xlam xlao chọn phô mốc cả đua lung nây từ nơi kia ả mà rích. Rương đi về thật bàn cả lớp tí môi vì bắt xe từ cách à gì vì bắt hơi ranh và thâu à gì chứ năm mà bọn bố rai cao sẽ phẩm phần bởi nó bất chế chú bốc cho bọn nây từ nơi kia nơi ta mà đạp ở tây hơi rõp theo từ nơi kia nơi cao chi. Còn tay từ nơi kia dưỡng cao phụ phê nó vào đấy tôi nà. Phụ rõ rõ bao nhiêu mà chúng luôn tâm phục khóm đọ lùi. Còn nó có thể dạng phê bà 2 triệu bây giờ tích. Còn tay, bọn ta bị bây giờ tích. Cứ bay chỉ khơi phụ rõ rõ bao nhiêu vô lùi từ đạo vinh. Thứ ai từ nơi kia rõ bao nhiêu mà chúng luôn rap tem từ nơi kia, bên đây cam cai một tí, nâng từ nơi kia, còn tay trang ban đua lung đau từ nơi kia rồi bỏ, ta thiếu đi mũi, từ nơi kia cạ sẽ co rồi bỏ này thay đi mũi, bỏ man từ nơi kia rồi, mày cóc nơi ăn đua đi, nơi ăn đua đi, phải chỉ pi từ nơi kia, pi được bay từ nơi kia. Đời xa ca và khom ca đọ prạc thưa hơi ọt sạch prạc. Đời chứ năm phí bọn phẩm bây vì bắt hề ranh và thậu sạc còn. Xe tự cạnh hề ranh và thậu sạc còn. Đại phát âm chanh vì ca đua lung nây từ đế kia rồi bỏ ả vỡ rịch mùi đại. Vì ọt ban thưa ở bạc bọn đó cả một chiều tì. Bất mên tay bê nô. Dược bàn khất khom. Túp cắt hà nịp phẩy. Đói đầm lang hát tra cắt tắp và cách. Pi bẩm bê rơi tới đập pi bê rơi. Cao bê bê nô. Bòm rông túc. Nâng sát thà nịp phía ạc rõ. Nâng sát thà nịp phía ạc rõ. Ngày lời nữa. Bàn tóp. Pi bà đa tờ nê kì. Chế cục cổng luôn này, hà này phây cổng này. Dương ban cắt và thói tùm lẹ. Át tra, tôn bòm rong cả tạp và cách. Mà nơi trâm tay bòm bơm, vừa phạm. Bác? Bòm bơm phê rồi. Mà, dương tùm lẹ tà lắp bà vinh. Tùm lẹ tà lắp bà vinh. Chẳng tê, chôm xong ông phía vừa đây chụp bộ phần chứa bà rót tà bỏ như. Đã nẹ miên đạc bạc nơi không từ địa kì. Sống công xoan xlao. Cả xoan xlao nâng thưa dưỡng bắt vong nơi phòa bây giờ từ vinh tì. Bắt vong phòa bây giờ từ vinh tì. Ô tiêu hò. Bạc nơi bao dưỡng từ đạc dô từ dô ca bạc. Rồi dạy bê bởi mỗi khai. Rồi dạy bê bởi chạm. Bà dưỡng đọ dô môn. Cứ dưỡng nó bắt vong tầng hò. Nơi à tra ca bạc. Đã mà toàn đo cầm đất. Đó kia đó, đó một ca cầm đất kia đó. Chắc ông tiêu hóa thầy dương đặt nơi không nâng sẵn sàng. Thả 200 đô la. 200 đô la. Dương nâng ách ban ca prạc. Prả mán chứa. Pì mơn prạm quan này. Và tập bị ca cắt buồn. Có khắc kia ai đâu phụ vui tươi rồi. Nhưng thả pì mơn chứa. Và tra ca phạm phạm phê rồi. Dân dân ban dân thầy. Và tập bị ca cắt quân nơi rui hay nơi xoay chiếc phì bớt này. Dân bà dân tự bác môn á. Ca cảm đất. Đọ lùi môn ca cảm đất. Dân là bắt bọn. Hà phì bớt bẻ bọn. Phì bớt chiếc phì bớt. Chân tới sông cầm xlam xlam. Chờ mối đằng hà đi phê đại ca miên. Thay để vô ra một đây thay các bạn bảo cả hai thay 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 miên phát 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 vào lưu tay đi. Hai cái nông phê bị bắt
ឆ្នាំ2006ក៏គ្មានអធិពលអីមកលើសេដ្ឋកិច្ចមកលើធនាគារប្រព័ន្ធធនាគាររបស់កម្ពុជាទេរបស់កម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយពេលនោះវិបត្តិនៅអាមេរិកផងវិបត្តិនៅអឺរ៉ុបផងប៉ុន្តែមិនមានវិបត្តិនៅតំបន់អាស៊ីទេហើយក្នុងនោះមិនមានវិបត្តិនៅក្នុងកម្ពុជាទេការភ័យស្លន់ស្លោណាមួយនឹងនាំទៅរកហានិភ័យនៃ ភាពច្បងច្បល់ក្នុងវិស័យហេរ៉ៃវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាចុះទៅឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវនៅអាមេរិកហើយសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកផលប៉ះពាល់អាចនឹងមានតិចជាងពីពេលមុនដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលមានវិបត្តិឆ្នាំ 2008-2009 ផ្ដល់មេរៀនឲ្យអាមេរិកគ្រប់គ្រងណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងអាមេរិកក៏មិនធ្វើឲ្យមានភាពច្បងច្បល់លើទឹកដីអាមេរិកដោយសារការដួលរំលំនៃធនាគារដល់ទី2នោះដែរចឹងទេសពបងប្អូន បតកាកុំយើងកុំតតថើកុំភិតភ័យចំពោះមុខសភាពការនៃវិបត្តិច្រប់ដែរតែកើតឡើងពីការដួលរលំនៃធនាគាររបស់អាមេរិកពីមុនតែអាតំលេមិនតមួយលេមិនចឹងធនាគារលេមិនកាល2000 ឥឡូវនេះគឺដួលលំពីរពីរអញ្ចឹងទេក៏សូមវាវិរិយមរជិតថ្មីម្តងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជឿទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាព្រោះយើងមិនបានចេះតែដាក់ទៅទេហើយធនាគារមានទុនបម្រុងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹង ដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខាតបង់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងភ័យស្លន់ស្លោដែលនាំគ្នាទៅដកប្រាក់រួចហើយបាត់បង់នៅអីចំណែកប្រាក់ដែលខ្លួនត្រូវបានជាការប្រាក់